Lê Quang xin kính chào quý vị của bạn. Kính thưa tất cả quý vị, sáng nay thì Lê Quang đang có mặt tại khu vực Đại Nội Huế. Ở đây buổi sáng nay sẽ diễn ra một cái hoạt động, một cái sự kiện, có thể nói như vậy, rất đáng được chờ đợi và lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, đó là cái buổi lễ diễu hành bằng áo dài, dâng hoa để tri ân lên Chúa Nguyễn Phúc Quạc, người khai sinh ra chiếc áo dài Việt Nam. Và đây là cũng là lần đầu tiên cái hoạt động này được tổ chức nhân vào đúng cái thời điểm lễ Huy Kỳ của Chúa Nguyễn Phúc Quạc, thưa quý vị. Để tổ chức cái buổi lễ này thì buổi sáng nay tại Lăng Trường Thái, tại làng La Khê, Hương Thọ, Hương Trà, tức là lăng mộ của Chúa Nguyễn Phúc Quạc, buổi lễ theo nghi thức truyền thống với cái đồ nhạc lễ trang trọng đã được tổ chức. Đích thân ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban tỉnh, đã dâng hương lên Chúa Nguyễn Phúc Quạc để tưởng nhớ và tri ân lên người khai sinh ra chiếc áo dài Việt Nam. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem ở đây, đó là đoàn rước đang đi qua khu vực phía trước của Đại Nội Huế, thưa quý vị. Đoàn rước thì khoảng 300 người, gồm đội nghi thức đến từ nhà hát nghệ thuật cung đình Huế và những người mẫu tham gia diễu hành. Đoàn sẽ đi qua đường 23 tháng 8 vào đường Đoàn Thị Điểm, và sau đó sẽ vào khu vực triều Tổ Miếu theo cái cổng hiện nhân. Cổng hiện nhân này thì cổng nằm ở trên đường Đoàn Thị Điểm, thưa quý vị. Đoàn rước chuẩn bị qua khu vực hiện nhân môn, một hình ảnh rất là trang trọng và tuyệt vời, thưa quý vị. Các bạn có thể thấy là ở đây thì đoàn rước thì có những người trong Nguyễn Phước tộc của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các cái hồi áo dài, máy mặc, rồi là các cái nhà thiết kế. Ở Huế thì cũng có rất là nhiều nhà thiết kế áo dài thành danh, không chỉ ở Huế mà còn khắp cả nước, thưa quý vị. Phải nói là cái hoạt động này rất được nhiều người quan tâm. Con cháu của Chúa Nguyễn Phúc Quạc Tùng Thuyền Vương Miên Thẩm thì cũng là dòng dõi của con cháu Nguyễn Phúc Quạc, thưa quý vị. Phải nói họ rất vui khi được chính quyền cho phép tổ chức cái lễ tri ân này. Mọi người đều mang áo dài tại cái buổi lễ Huy Kỳ nhằm tri ân tiền nhân. Các bạn thấy là người mẫu, rất là nhiều người mẫu mang áo dài rất là đẹp. Các bạn thấy là cái áo dài Việt Nam là một trong những cái phần nó gọi là quốc phục, thưa quý vị. Và nó hầu như là không thể trộn lẫn với bất cứ một cái trang phục nào của các nước nào trên thế giới. Áo dài Việt Nam thì rất là đẹp, vừa sang trọng trang nhã nhưng mà cũng đầy vẻ quyến rũ, cũng thể hiện rõ nét vẻ đẹp của người phụ nữ Huế cũng như người phụ nữ Việt Nam, thưa quý vị. Mặc dù là cái thời trang đã phát triển đến cái mức nào rồi, nhưng mà đến bây giờ thì thời trang áo dài, vẻ đẹp của áo dài thì nó vẫn đến thời điểm này nó vẫn không hề mai một. Và việc tổ chức những cái hoạt động như thế này nhằm khẳng định cái giá trị của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, khẳng định cái áo dài truyền thống của Huế, cũng là nơi đại diện cho Việt Nam, có thể
trở thành kinh đô áo dài của Việt Nam thưa quý vị. Ở khu vực triều Tổ Miếu là nơi thờ 9 vị chúa Nguyễn. Thật ra là 10 vị thưa quý vị. Trước chùa Tuyên Nguyễn Hoàng thì còn thờ chùa Nguyễn Kim, tức là thân sinh của chùa Nguyễn Hoàng. Như vậy là 10 vị trong triều Tổ Miếu. Thời gian trước thì Lê Quang cũng đã từng vào triều Tổ Miếu để giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái ngày huy kỳ của chùa Nguyễn Phúc Chu. Bây giờ thì trở lại với một hoạt động lớn hơn, trang trọng hơn. Tất nhiên thì mỗi chúa thì đều có công nghiệp lớn lao, và mỗi chúa thì đều để lại cho hậu thế những cái nét riêng. Và chúa Nguyễn Phúc Khoác là người phải nói là khai sinh ra chiếc áo dài. Huế là cái nôi của kinh đô áo dài Việt Nam. Hiện bây giờ thì vẫn còn là nơi lưu giữ các cái giá trị đặc trưng của áo dài truyền thống, và là cũng là nguồn cảm hứng của việc sáng tạo ra những cái giá trị áo dài Việt Nam. Quý ông bạn theo dõi thì sẽ biết là trong các cái kỳ festival Huế thì đều tổ chức các cái hoạt động áo dài, các cái lễ hội áo dài, với sự tham gia, với sự chủ trì của nhà thiết kế Minh Hạnh. Bây giờ thì mời quý ông bạn cùng với Lê Quang vào khu vực triều Tổ Miếu để cùng các cái đoàn dân hoa và tổ chức các cái hoạt động trang trọng ở trong khu vực này. Xin mời mọi người. Giới thiệu đoàn dân hoa của áo dài Khánh Sina vào dân hoa. Giới thiệu đoàn dân hoa của nhà thiết kế áo dài Quang Hòa vào dân hoa. Thank you.
càng hay trong y phục bấy giờ. Chiếc áo dài bắt đầu được đặt lề nhằm phân biệt y tá người phương Bắc, phục tạo ra văn hóa cõi trời Nam. Tất cả các loại thường phục đàn ông, đàn bà, ống tay áo tùy nghi, nhỏ to cho điều chỉnh. Chúa đình lệ ban hành khắp dân chúng, tất cả dưới trên đều tuân thủ thực hành. Hầu thế hôm nay nhân quý nhật vụ vương hành hương về triều tổ miếu, tỏ tri ân chân chúa, tâm thành nghiêm chốn hoàng cung, ném tấm hương quyền theo dòng sự cũ, âm nhã nhạc hòa với ý thơ xưa. Thật đúng là non sông liền dãi cùng linh khí, cung điền khắc ghi nghiệp cổ nhân. Từ khúc nhà thiều vang miếu màu, đất trời dồi vang vòng công ân. Khắc ghi lòng vụ vương đã viết những trang sử đầu tiên về chiếc áo dài ngày ấy, thuần hóa ghi ơn công đình chế của tiền nhân tạo dựng hôm nay. Chiếc áo dài in đậm truyền thống Việt Nam, mang văn hóa tọa rồng giao lưu thế giới. Còn vòng vang địa đồ tạo lại theo trời đất, lính khí vững bền đến vạn năm. 27 năm trị vì sáng gọi giang sơn, 52 tuổi người soi cùng nhật nguyệt. Thật là sân trước sương tan nhìn sáng ràng, vén trời mấy cuốn giỏi mênh mang. Cung thịnh an linh Đức Thế Tông hiếu vụ hoàng đế, hầu thế thừa thiên già trẻ đủ thành phần, tự tôn công thức gần xa nhiều thế hệ, cung kính chắp tay dân tình lãng hoa tươi. Thành tâm khẩn nguyện thắp tuần nhang nghi ngút, khắp phương trời đều chúng niềm mến kính, đường của ngã cùng ngược vẽ thanh quang. Lòng kính ngược anh linh soi ràng, muôn thế hệ tâm thành đông cần cáo. Quý vị và các bạn vừa cùng với Lê Quang vào khu vực triều tổ miếu để tham dự cái lễ tưởng niệm Chúa Nguyễn Phúc Quát, người khai sinh ra chiếc áo dài truyền thống Việt Nam. Và thưa quý vị, trong dịp Festival Huế 2020 tới đây, thì tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức một cái lễ hội áo dài, cái lễ hội tôn vinh Chúa Nguyễn Phúc Quát còn trang trọng và lớn hơn nữa. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh Lê Quang Channel để theo dõi những video mới nhất mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong thời gian tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.